Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog trưa nay nha. Thì giờ anh nêu ảnh ở ngoài quải, ảnh vào giờ anh đi bán bay luôn rồi cô chú anh chị ơi, ảnh bỏ nghề YouTube luôn rồi. Nhiêu cái vậy anh? Bay hả? Tôi hỏi giá mà chị đây chứ, mình cứ nắm giá mình nói lại. Khổ quá, người bán bay nè. Cái 50. Cái 50 hả? Cái nào cũng vậy ha sao chị? Tùy theo. Rồi bên tám mình coi nè. Mua mua bay hả? Bay nè mọi người. Mua bay. Bay. Bay chứ bay gì? Bay. Bay. Bay đó. Đây. Mọi người mua ủng hộ nha. Lên 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 coi. Mày ấy, mày ấy, mày ấy, mày ấy, mày ấy. Bay đây là cái đó cái 20 thôi. Cái đó 20 ngàn. 2 ngàn cái hả? Đừng mở cái đó, mở cái này cho nó dễ nè. Cái này dễ hả? Cái đó nó dễ mở đó, nó có gì. Cái này bay thường có 20 ngàn. Bay đây là gốc ở đâu vậy? Ở Đồng Nai. Đồng Nai. Ở Đài Nông hả? Bay Xí Đà nha mọi người. Giờ anh đem ảnh chuyển sang cái loại bánh bay. Đây, Đồng Nai. Mọi người mua ống hồ bay nha. Mọi người mà trồng cây trồng đồ á, mình cần phải có cái bay ha. Cái 50. Cái 50 này hả? Cái 50 hả anh? Anh bán cái 50 đúng không? Cái 50. Anh để số điện thoại bên dưới luôn nha. Số thoại gì, đọc số thoại đi chị. 0933 741 352. Rồi chị có giao một cái gì giao không? Chị có báo online không? Có tính được ship không chị? Cái đó thì chị chưa biết. Tại vì từ nào giờ chị đi bỏ mối không à? Bỏ mối hả? Bỏ mối nguyên bó gì đó. Nguyên bó vậy hả? Một bó gì chị bỏ tay nhiêu tiền? 200 hả? Mà mấy cái? 10 cái hả? Vậy cái có 20 hả? Cái này bay thường mà. Một bó sỉ hả? Con này bỏ sỉ. Sỉ là giá có khác không ha? Cái này nó khác nhau gì? Cái này là cái giá bỏ sỉ đó. Bỏ sỉ. Còn nếu mà mua lẻ là sao? Mua lẻ thì hơn. Mình cứ bỏ cho người ta 2.000 cái, người ta bán nhiêu người bán hả? Bây giờ chưa có bán lẻ. Cái bay này thì 50 ngàn là cái bay màu đen. Ý là bay này có thương hiệu gì chị, cho em có thương hiệu rồi. Có cái hiệu đó. Thương hiệu Đức Mạnh ha. Đúng rồi. Tại vì cái này mình nhìn không thấy rõ đâu. Đức Mạnh hả? Thấy không? Cầm như Đức luôn. Mình ở nhà cần có một cái bay mọi người biết không, để mình trồng cây hoặc là mình trồng cây cảnh hoặc là mình xây cái này kia rồi. Nhà đúng rồi. Nói chung mua cái gì không biết là màu mình vẫn mua bay. Cái bay tô này là không làm gì được hết, chỉ để tô thôi nha. Bay tô là chỉ để tô thôi. Chỉ để tô thôi chứ không chặt được. Cái này là em mua về em trồng cây, là em không trồng cái này. Còn cái bay nào được mà cái này mới chặt được à. Cái bay nào dễ chị? Bay nào chạy được dễ là sao? Thì bay tô cũng có bay dễ chứ. Đây nè. Ủa mình có ship đi bay không? Bay đây nó dài hơn nè. Có nhỏ cháu gái nó tiếp. Đây để mình review hả? Bay cho hồi giờ chị em chịu review sớm đi để cho gì bán nó bán đắt. Bây giờ muộn quá rồi. Muộn quá rồi. Trước kia chị. Cái lúc này mình review nhiều có cậu đang coi tao ủng hộ. Bây giờ thì nó giảm rồi. Đó. Bay cái 50 ngàn. Bay nó dày lắm nha mọi người mua. Chị bán lẻ đây, lại có chú khán giả gọi mua chị về cái dao đi nha. Đó, đây chặt tay đi dày lắm nha. Nó dày đó. Cái này là anh chặt thôi được đó. Em chặt tôi được. Anh chặt đáo qua cương đỡ đi. Đó, mua cái đây mình. Cái đây chị bán giá cao hả chị? Cao hơn cái đó 60. 60 hả? Ồ, chắc hả? Cái tiếng gì bong bong người ta. Bây giờ nêu anh đi bán bay. Ủa sao cái bay kia nó có cán nó kìa. Cái bay kia nó có cán đen nữa nè. Đúng rồi, cái bay cán đen đó. Cái bay đó chắc mắc hơn hả? Là bay hả? Chụp bằng cái này. Chụp hả? Cái này nè. Cái đó chặt vô cái đó kìa. Rồi bay kia bá la thử bay kìa. Chặt sắt luôn đó. Thôi là chắc chi. 551 á. Trời ơi. Ghê vậy. Chặt cái nữa hả? Mình chặt cây nè nha mọi người. Anh được. Ồ anh test đi. Anh chặt là. Rồi rồi. Chỉ chặt sắt luôn nha. Mình chặt cây này nha. Cái đó đâu có xe mẻ đâu. Đó. Chặt sắt mà không mẻ luôn hả? Mẻ không? Chặt cây nè. Ghê vậy? Quá mẻ luôn. Cái này chặt cây nhầm gì? Ủa cái này nó được gọi là đầu nhọn không ta? Anh. Không, cái bay mà. Xe nhỏ. Chặt nó, anh chặt nữa mai coi chừng anh em mà không được gọi luôn á. Mình thử đi mà. Đó. Đó quá cứng à. Đó cứng đúng lắm em. Đó cứng cứng lắm. Cứng cứng. Chắc đặt được mà. Ôi. Ôi mẻ vậy á. Anh yêu đứng đằng sau. Đừng lấy gì chặt không chặt không. Chắc luôn mọi người. Tại vì bay này là bằng thép nha mọi người. Cái này là bằng lưỡi cưa nè. Nó rất kiến với người mình, nó ô kiến. Chúc mừng anh được mới kiến. Sao ngu vậy?
Ơi chiếc có tại chết phủ cho ảnh coi không Hải. Rồi hết rồi. Xui chặt vô trúng bầy kiến rồi. Hết rồi. Trời ơi tới công chuyện cái điều rồi. Rồi, thoải mái không mẻ luôn nha cô chú anh chị. Trời ơi coi nè một bầy kiến luôn. Ở kia cũng đi kiếm một gạch hay vậy? À, đây là bay của hai chị Đồng Nai nha cô chú. Cô chú mua thưởng hộ cho hai chị nha. Ủa, nãy giờ em thấy anh ôm, tại em tưởng đâu anh bỏ nghề YouTube đi bán bay rồi chứ. Gì vậy? Ờ, anh đi kiếm cục gạch. À, kiếm cục gạch nha. Gạch đi, anh chặt cho. Chặt cho. Nhưng mà màu không biết. Rồi đưa cho anh cái văn làm hầu cái anh chặt cái. Thôi đi đâu anh chứ. Cái phải chặt không? À bài đó. Cái này anh ngồi đây anh biểu diễn đi. À mình đi qua đây. Mình muốn chặt cái đấy là mình phải có đôi cát cần không? Không. Đấy, chặt đó cầm chặt mạnh coi. Mạnh tay lên. Thì đi làm hầu sao được anh. Mới đi làm YouTube đúng rồi đó. Nữa, chặt mạnh lên mới bỏ em. Anh chào chặt nổi không? Rồi hên quá. Quá dữ. Cũng ra cục đôi nhưng mà không đẹp thôi. Mình để lên cái cát mình để cái cây. Đi kiếm cục nữa. Thôi giờ được rồi. Thôi được rồi, anh vào anh nhiệt tình quá rồi. Được rồi đó. Mà mua một cá về để trong nhà lỡ gì mình xử lý nha. Mua đông vậy mua giùm hai chị đi, hai chị cảm ơn. Chứ mình ra ngoài tìm ta mua. Phát hiện nha, Niu bữa nay đẹp trai hơn bữa nhiều nha. Ủa nay không cắn ra nè. Thôi đi mình chặt nó vô. Để giới thiệu cho bà con mua ủng hộ cho chị Đồng Nai. Trời ơi anh lỡ đi kiếm cục đó đi. Đó chi vậy? Thôi bỏ đi chi vậy đó. Đó. Ờ một xe ngồi kia nha. Rồi thôi giờ hai chị muốn bán thì ổn. Muốn kinh doanh thì mình đọc số điện thoại lại đi. Chú gọi lại đi rồi mới có chú mua hộ. Không, số điện thoại là 0935. Ủa dây rồi. 41352. Liên hệ gặp chị Hương Đồng Nai. Hương Đồng Nai. À, chị ở Long Thành ở đâu chị? À, ở tại Biên Hòa Đồng Nai. Biên Hòa Đồng Nai. Hai chị bán bay ha. Cầu mới. Cầu mới Biên Hòa Đồng Nai. Dạ. Biên Hòa Đồng Nai. À, nó thì sao chứ bỏ được mấy chục rồi hả thiệt? À, bỏ được cái gì ta? 70 cái hả? Ôi. 70 cái là mình vô được như chị. Hả? 70 cái là mình vô được mấy chục triệu. 70 trái kìa được nha, 1.4 triệu. 70 bó đây hả? 7.000 năm. 70 trái này bó. 7 bó hả? 7 bó. 7 bó thì ngon rồi. 7 bó hả? Bỏ bài thường nữa. 7 bó là 70 cái hả? 7 bó 1.4 triệu. 7 bó rồi, hồi sáng 7 bó rồi nha mọi người. 1 triệu mấy nhưng mà từ công cá là chắc 3 triệu. Mới đọc số điện thoại là có 1 triệu. Dạ thôi Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Và cô chú có xem kênh của Bùi Hải, có thương Bùi Hải cho Bùi Hải xin một lượt like, một lượt đăng ký để Bùi Hải có động lực làm những video hay nhất. Tại mọi người sẽ chú Vũ Linh gửi tới cho cô chú anh chị gần xa xem ạ. À.